Cái cây phong này, cái lá nó màu đông nó trội lưỡi như vậy đó. Mình phải che dù nè. Mưa mà. Khu vực của nhà máy sứ, hoàng gia sứ của Đức đây. Này, cái bình này. Cái bình này nhỏ. Cái bình này nhỏ thì chắc chỉ 5-7 nghìn thôi. Cái bình bự thì là 9 nghìn. Anh làm của Mỹ không? Đắt quá ship mà. Đây cái cây này mà hơn 100.000 luôn. Cây này cao 2 mét mấy lận, cao trái nhiều luôn á. Lẹt mấy cây này cũng vậy, hơn 100.000. Trang tủ sản phẩm của sàn luôn. Đây là một bình bông khác nè. Cái bình này cũng 2.000 mấy á. Yêu quá ha. Chị thích mấy cái này lắm luôn á.